Xin chào quý vị và các bạn, lại là tôi, Trương Vân Nam, đến từ hãng xe Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạng. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe em út trong dòng GLC, đó là GLC 200. Nếu bạn đang sở hữu những mẫu xe Nhật, xe Hàn Quốc, sau một thời gian bạn muốn nâng cấp lên sử dụng một mẫu xe Đức sang trọng hơn, tiện nghi hơn, tinh tế hơn và đặc biệt là nhiều tính năng an toàn, thì đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mẫu xe GLC 200. Như các bạn thấy đây, đây là mẫu xe GLC 200 phiên bản mới facelift 2021. Phiên bản mới này có rất nhiều điểm được thay đổi so với phiên bản cũ, đó là thiết kế của bản cả cản trước và cản sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ở phía trước. Đó là thiết kế phía trước thay đổi rất là nhiều so với phiên bản trước đây, với phong cách thiết kế mới. Ngoài ra phần cản trước được ốp chrome nhiều hơn. Mặt ga lăng thiết kế thanh ngang giúp cho xe khỏe khoắn hơn. Các bạn có thể nhìn thấy là thiết kế ngang như thế này, thanh ngang như thế này thì chiếc xe sẽ cảm giác như rộng hơn. Đó, ngoài ra xe được trang bị 6 cảm biến như những chiếc xe khác, đó là 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau. Cùng với đó là cụm đèn pha full LED hiệu năng cao. Đó, thiết kế mới, phong cách rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Không còn đèn xe Mercedes không sử dụng đèn gầm, bởi vì là những cụm đèn pha này nó đã tích hợp sẵn đèn sương mù phía trong rồi. Ở dưới nắp capo này là khối động cơ M264, công suất cực đại lên đến 197 mã lực. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể đi sang phía hông xe. Đây các bạn có thể thấy đây là la răng của xe, được thiết kế mới rất là đẹp. Theo cảm nhận của tôi thì nó rất mềm mại, rất đẹp, với la răng đường kính 18 inch. Đó, phía trong này là phanh đĩa. Cùng với đó là hệ thống treo thích ứng Agility Control. Nào, chúng ta cùng lùi lại phía sau. Bên hông xe có thể dễ dàng nhận thấy đặc trưng của dòng GLC, đó là những bậc lên xuống bằng hợp kim rất chắc chắn, giúp cho những chị em phụ nữ có thể bước lên xe một cách dễ dàng. Đi lên phía trên này, đó là cụm gương chiếu hậu phía sau, tích hợp xi nhan LED. Ngoài ra thì được trang bị mặt gương là mặt gương chống chói tự động. Vì là phiên bản thấp nhất cho nên là chúng ta cũng sẽ không có hệ thống chìa khóa thông minh keyless go, mở cửa mà không cần chìa khóa. Đó, rồi cùng nhau cùng đi về phía sau. Đó, như tôi vừa giới thiệu thì đằng trước là có 6 cảm biến, bên hông và phía sau, đây đằng sau cũng như vậy. Đó là 6 cảm biến giúp chúng ta an toàn hơn khi lái xe. Đó, khi tiến và khi lùi, khi đặc biệt là khi vào những cung đường nhỏ hẹp thì những cái cảm biến này nó rất là hiệu quả. Đó, ở đằng sau chúng ta cũng có thể thấy là thiết kế mới hoàn toàn, gần như là hoàn toàn luôn. Đặc biệt đầu tiên là cái cản sau này, cái cản sau các bạn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp. Ngoài ra nữa, ống xả ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là hai ống xả, nhưng tuy nhiên đây là hai ống xả nó chỉ là giả thôi. Thực tế ống xả nó sẽ ở đây, đây nó sẽ trúc xuống dưới, làm cho khí xả nó sẽ chỉ ở phía dưới thôi, và đặc biệt là không phả khí xả vào những người xe máy phía sau. Đó, xe được trang bị đặc biệt nhất đó là cụm đèn hậu phía sau là LED khối nhá, cực đẹp, đẹp nhất là vào khi đi buổi tối và cực kỳ dễ dàng quan sát ở phía sau. Đó, các bạn có thể thấy rất đẹp. Đó, cùng với đó là camera lùi được Mercedes thiết kế rất tinh tế, nằm ở đây. Các bạn có thể không nhìn thấy đúng không? Nhưng khi mà nào mà các bạn cài số lùi thì camera sẽ được hạ xuống, giúp cho camera luôn luôn sạch sẽ và an toàn.
Đó. Đây nào, chúng ta cùng vào trong xe. Đây là khoang chứa đồ phía sau của xe GLC 200. Thì khoang chứa đồ này rất là rộng rãi, các bạn có thể thấy ở đây. Được trang bị hơn so với những phiên bản trước, đó là tấm che cốp này. Tấm che cốp trước đây các bạn sẽ phải mua, nhưng mà bây giờ là được trang bị luôn trên xe rồi, bởi vì là Mercedes luôn luôn là update theo thị trường. Đó. Một số vật dụng sẽ được tặng kèm ngay khi bạn mua xe, đó là dọ đa năng. Đây, ví dụ đây, dọ đa năng, cái này rất là tiện này. Một số lưới trăng cốp, rồi là túi cứu thương, cái này rất là nhân văn. Đó, trang bị từ đầu đến cuối luôn. Hộp quà tặng của Mercedes. Trong này sẽ mỗi thời điểm sẽ có một quà khác nhau. Đó, các bạn sẽ được trang bị thêm một bộ thảm. Một bộ thảm theo xe. Đặc biệt, xe GLC 200 phiên bản 2021 thì không được trang bị lốp run flat, cho nên chúng ta sẽ có một bộ lốp dự phòng. Bộ lốp dự phòng này là bộ lốp kích thước khác so với là lốp nguyên bản theo xe. Đó. Ngoài ra thì được trang bị những cái vật dụng khi mà để bạn có thể thay thế lốp, đó là kích này, bơm, và nếu như mà trong những trường hợp khẩn cấp thì bạn có thể sử dụng là lọ keo tự vá cùng với biển báo tam giác được đặt ở trong phần cốp xe. Đó. Ngoài ra thì bạn có thể quan sát thấy ở trên này có hai cái nút rất là nhỏ này, Đấy, hai bên. Hai cái nút này để làm gì nhỉ? Là để đây, gập ghế. Gập hai bên ghế. Đó. Cái việc gập ghế này giúp cho bạn chở được thêm nhiều đồ hơn. Những đồ dài bạn có thể chở được. Ngoài ra nữa thì tôi thấy là nếu việc gập ghế mà ghế phẳng như thế này ấy, thì hoàn toàn mình có thể đi picnic với chiếc xe này và mình có thể ngủ ngay tại trên xe. Rất là êm, rất là sạch sẽ, chẳng tội gì mà phải ngủ ở lều ở bạt cả. Đó. Rồi, nào chúng ta cùng vào trong phần đây, ngoài ra nữa, chưa nói hết. Đây là cốp điện. Cốp điện thì được điều chỉnh toàn bộ bằng nút ấn hết. Đây, các bạn có thể đóng này. Đấy, đóng vào. Ngoài ra có thể mở ra bằng một nút ấn ở đây. Có một đặc điểm nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái cốp này có thể set được chiều cao. Đó, đây. Ví dụ như là đối với các bạn mà chiều cao không được tốt cho lắm thì với độ cao như thế này các bạn có thể set này, ấn bằng cách ấn giữ này. Đó, nó kêu tinh một phát như vậy là nó sẽ giữ cái độ cao của cốp ở đây. Đấy. Ok vậy nhé.